Ông bà ơi, khu chợ nè, bán đồ nè ông bà. Bán đồ nè, bán đồ vậy á. Bởi vì bán tỏi, bán gì nè ông bà. Đó, ngoài bán ốc nè, bán ngoài đường nè ông bà ơi. Bán bánh, bán đồ gì nè, bán xoài nè ông bà. Bán dây đường nè. Con Út xin mời quý vị khán giả, ông bà, cô chú bác đi chợ nha ông bà. Chợ này là chợ ngoài đường nha ông bà ơi. Chợ này là chợ ngoài đường á ông bà. Chợ ngoài đường nè ông bà ơi. Đó, ngồi đồ gì nè ông bà. Quý vị đi chợ nha quý vị. Đi ra đi chợ ngoài đường á quý vị. Đó. Đi chợ ngoài đường vui lắm ông bà ơi. Quý vị đi chợ với con nha nè, nguyên một bán cái lề đường luôn á ông bà. Đi mua cái gì cũng có, thịt trái cây gì cũng có quý vị ơi. Thịt trái cây gì cũng có hết đó quý vị. Đó, người ta bán gà dài nguyên con đường luôn á ông bà. Bán dài luôn, con Út quay cho quý ông bà coi. Quý vị khán giả coi, con quay cho ông bà coi nha quý vị. Dạ, con Út quay chợ ngoài đường cho ông bà coi nè. Ông bà mến thương kênh con, bà nhớ bấm đăng ký, subscribe, chia sẻ kênh con Út nha. Mến chúc quý vị coi chợ với con thật là an vui nha quý vị. Biết mấy kiếp người chưa trọn vẹn được thương, biết mấy tình thương đánh đổi bằng nhọc nhằn. Dạ ông bà ơi, bán hột vịt hột gà nè ông bà. Đó, ngồi đông vui lắm nè ông bà ơi. Con Út quay cảnh cho ông bà coi nha. Con Út quay cảnh thêm này cho ông bà coi. Trời giờ này muốn mưa ông bà, nên mọi người chuẩn bị cũng thu xếp á ông bà ơi. Thu xếp lại. Đó, ông quý ông bà thấy dài không ông bà? Dài lắm nè quý vị. Đó, người ta bán ngoài đường dài luôn cả con đường luôn ông bà. Chợ này chợ ngoài đường nha ông bà. Chợ này là chợ ngoài đường lộ ông bà ơi. Đó, chợ này là chợ ngoài đường lộ nha ông bà. Dài dài gì á, rau củ, rau hành đồ gì đi làm về là mua đồ ăn đồ gì đó ông bà. Mua đồ ăn đồ gì ăn ông bà ơi. Đó, khô đồ gì nữa. Trái cây đồ gì nữa ông bà. Đó, cái bán khoai đồ gì nữa nè ông bà. Gà đồ gì nữa nè quý vị ơi. Quý vị coi chợ nè, chợ nhóm ngoài đường nè ông bà. Bán ngoài đường lộ luôn á, bán tại đường lộ luôn ông bà. Bán tại đường lộ luôn ông bà ơi, bán tại đường lộ luôn á. Đó, người ta đi chợ người ta mua nè. Ta mua đồ quá chừng nè ông bà. Nước uống, nước sâm, lá dứa, sâm cải, mít, sầu riêng nữa nè ông bà. Sầu riêng nữa nè. Đó, bán dài lắm ông bà ơi, chợ này bán dài lắm. Bán dài thường thường luôn á ông bà quý vị. Bán dài thường thường luôn quý vị. Quý vị coi con, quý vị thương con Út, quý vị bấm đăng ký subscribe kênh con nha. Con quay chợ ngoài đường cho ông bà coi nè. Quý vị có thấy từ đó giờ chợ bán ngoài đường không? Ông bà từ đó giờ có thấy bán chợ ngoài đường không mà? Hôm nay con quay cái chợ ngoài đường cho ông bà nha. Đó quý vị ơi, bán chợ ngoài đường nè. Chợ ngoài đường vui lắm nè ông bà ơi, ta ghé lại mua nè. Đó, bán quần bán áo đồ gì nữa quý vị ơi. Bán quần bán áo dây luôn nè ông bà. Dây bán quần bán áo luôn á quý vị. Vui lắm quý vị ơi. Vui lắm nha. Ông bà ơi, bán lạc xưởng nữa nè ông bà. Bán lạc xưởng nữa nè. Bán khô nữa nè ông bà. Bán thơm, bán dứa nữa, đồ ăn đồ gì nữa nè quý vị. Đó, người ta chạy đó ông bà, chạy nè. Ồ, bán đồ bán đạt nè quý vị ơi. Vô nè ông bà ơi. Bánh cống đồ gì nữa ông bà. Dạ, bán đồ điện thoại nữa nè, đồ ốp lưng điện thoại đồ gì nữa ông bà. Dài lắm ông bà ơi, cái chợ này dài lắm. Nhóm chợ ngoài đường dài lắm quý vị ơi. Đi chợ nè cô chú ơi. Con Út đi chợ nè. Con Út đi chợ nè cô chú.
con đi chợ quá chủ nhà cô chú bán đồ bán bông nè. Cần gì nhờ ta nó mong chỉ hai giờ hai trăm sáu mươi